Thủ tướng Thái Lan kết thúc chuyến đi thăm Sri Lanka, tin từ Colombo. Thủ tướng Thái Lan Chuyenlat Sinawatra ngày hôm nay đến thăm một ngôi chùa Phật giáo tại Colombo, kết thúc chuyến thăm kéo dài 2 ngày tại Sri Lanka. Bà tham dự một nghi lễ tôn giáo tại đền thờ Deppathuvamarama và được hàng trăm học sinh chào đón ở bên ngoài. Hôm qua, bà Chuyenlat đến thăm một đền thờ khác ở Kandy, là một trong những ngôi đền thiêng liêng nhất đối với Phật tử trên thế giới. Bà được đưa đi thưởng lãm chiếc răng có mặt tại đền thờ từ nhiều thế kỷ mà Phật tử tin rằng đó là một chiếc răng của Đức Phật. Sau đó thì bà được mời tham dự một bữa ăn tối chính thức tại dinh tổng thống cùng với tổng thống Mahinda Rajapaksa và phu nhân. Trong bữa tiệc còn có sự hiện diện của các vị bộ trưởng và nhiều viên chức cấp cao. Theo sau đó là một chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật của các vũ công truyền thống. Trước đó, chính phủ hai nước đã ký kết 4 thỏa thuận song phương trên các lĩnh vực du lịch, khoa học kỹ thuật và miễn thị thực cho các viên chức có passport ngoại giao. Bà Chuyenlat dự trù đi thăm Maldives để hội đàm với Tổng thống Mohamed Wahid trước khi trở về nhà vào ngày thứ Hai.